Ronaldo mang theo phụ kiện 200 tỷ khi đi bấm nút, đắt giá nhất là một vật nhỏ bé cài trên áo. Trong buổi lễ bốc thăm cúp C1 diễn ra vào đêm ngày 29 tháng 8, Ronaldo chính là cái tên nhận được chú ý đặc biệt, xuất hiện để nhận giải thưởng cho cầu thủ ghi bàn nhiều nhất và hỗ trợ bấm nút để các câu lạc bộ chọn đối thủ. Ronaldo không quên mang theo những phụ kiện đắt tiền với giá trị tổng ước tính lên tới khoảng 200 tỷ đồng. Đắt giá nhất là chiếc ghim kẻ áo có giá trị lên tới 3,8 triệu bảng, tương đương 124 tỷ. Theo truyền thông Anh, sở hữu vật nhỏ bé này lại có giá trị như vậy là bởi được đính vào một viên kim cương 33 carat, được cắt từ viên kim cương 110 carat tại Botswana. Tiếp theo phải kể đến chiếc đồng hồ trị giá 2,2 triệu bảng, tương đương 72 tỷ. Đây là chiếc đồng hồ thuộc thương hiệu nổi tiếng được làm từ vàng 18K và có đính kim cương. Có giá ít nhất là chiếc khuyên tai bằng vàng trắng 6.500 bảng, tức hơn 200 triệu đồng. Chiếc khuyên tai này được cho là sở hữu giá tương đồng với chiếc vòng cổ Georgina, bạn gái Ronaldo đeo tại sự kiện. Sau khi tham dự buổi lễ cúp C1 tại Monaco, Pháp, Ronaldo sẽ sớm trở lại hội quân cùng tuyển Bồ Đào Nha, chuẩn bị cho UEFA Nations League. Để có mặt trên sân khấu tại Monaco, Pháp, Ronaldo đã phải cất công bay khoảng 5.000 km từ Saudi Arabia. Sau khi nhận giải thưởng cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử của cúp C1, Ronaldo bước vào phần chính, đó là tham gia bốc thăm lịch thi đấu tại vòng đầu tiên cho 36 đội bóng. Do năm nay giải đấu tranh tài theo thể thức mới, khiến việc bốc thăm trở nên cực kỳ phức tạp, vì thế quá trình bốc thăm năm nay quyết định sử dụng AI để chọn cặp đấu. Nhiệm vụ của Ronaldo đơn giản chỉ là đứng bấm nút cho tất cả các đội tổng cộng hơn 30 lần. Lần đầu Ronaldo còn hào hứng, nhưng sau khoảng vài lần, fan phát hiện ra CR7 có dấu hiệu nản. Chân sút 39 tuổi, tay chống hông, gương mặt không cảm xúc. Ronaldo quá chán nản việc phải đứng đó bấm vào một cái nút trong mỗi 2 phút, một người cho hay. Ronaldo có thể ghi những bàn khó không tưởng, đừng bắt anh ấy làm những việc nhàm chán như vậy. Tài khoản khác lên tiếng. Gần đây, siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo đã chứng minh anh chính là ông hoàng đúng nghĩa trên mạng xã hội toàn cầu. Sự tăng trưởng chóng mặt mà kênh YouTube của Ronaldo đạt được chỉ trong nhiều ngày đã chứng minh sức hút cực lớn của ngôi sao người Bồ Đào Nha trên mạng xã hội. Mới đây, Ronaldo cũng nhận thêm một kỷ lục Guinness khi kênh YouTube của anh trở thành kênh YouTube có số lượng người đăng ký nhiều nhất sau 24 giờ với 19.729.827 lượt đăng ký. Ngoài ra, trên mạng xã hội Instagram, Ronaldo hiện đang là người nổi tiếng có lượt theo dõi nhiều nhất với 637 triệu follower. Vào tháng 11 năm 2022, Ronaldo lập kỷ lục khi là người đầu tiên có 500 triệu lượt theo dõi trên nền tảng này. Trên mạng xã hội Facebook, danh thủ 39 tuổi hiện có 170 triệu lượt theo dõi, cộng thêm 112 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội X. Hiện Ronaldo đã có 970 triệu lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Con số lượt theo dõi với cá nhân Ronaldo dự kiến sẽ chạm mốc 1 tỷ trong thời gian tới. Ngoài sức mạnh vô đối trên mạng xã hội, Ronaldo cũng đang đứng trước thời điểm ý nghĩa khi anh chỉ còn thiếu đúng một bàn thắng để đạt cột mốc 900 bàn thắng ghi được trong sự nghiệp lẫy lừng của mình. Trong địa hạt bóng đá, Ronaldo đang nắm giữ hàng loạt kỷ lục. Bạn nghĩ sao về những thành tích của CR7?